Im đi. Im 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 im. Anh về. Hàng về, hàng về. Trời. Nhỏ à. Trời mày coi nha các bạn. Chỗ đỏ. Ok bự chứ. Được. Đây các bạn. Đừng có vô nữa các bạn ơi. Nằm lại các bạn. À. Con này bấy lặng á. Chỗ đỏ nặng lắm. Thằng chơi đó các bạn. Chơi nhỏ mà kéo. Hàng anh em ơi. Không biết. Chép 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 chép. Chép này em ơi. Nè. Tụi con chép đi nha. Chép nhỏ thôi. Mà kéo còn ác thiệt. Chép luôn em ơi, chép nữa anh em ơi nè. Đây nha. Được con chép nè anh em ơi. Em ngon chép nha anh em. Một cặp chép luôn. Hôm nay quá trời chép luôn anh em ơi. To nha anh. Ok nha anh. Hai chép nha anh em. Ok hai anh em nha. Đây nè. Hai anh em đã đóng hai con luôn á. Ừ. Này. Chép nè. Đã nha anh em. Nè, được hai con luôn em. Một cặp luôn. Em sớm lắm. Hàng về, hàng về. Hàng về có con đỏ. To hạt bắp mà. Hàng là các bạn ơi. Cái gì đây, cái gì đây hả? Hy vọng là chép. Ôi, nó cuộn giấy kia rồi kìa. Chẹp. Cuộn giấy kia rồi kìa. Cuộn cái này bên này. Nhỏ à. Lo con này. Cuộn cái này bên này. Đâu có sao đâu. Đâu có đố dây đâu sợ. Không. Chết các bạn ơi. Quá đã. Con này còn 7-8 lạng hả? Ừ, con này khoảng 7 lạng á, 8 lạng á. Chết cho các bạn. Thấy chưa, nói chưa? Hạt bắp dính là chết thôi đâu, chạy 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 hết trơn. Quá đã, tuyệt vời. Hay quá, làm mồi cũng cái gì hay. Con chép đầu tiên nha các bạn, đẹp chưa? Dưới nó sạp rồi chứ nó khỏi chứ. Kê rồi. Hả? Chứ giờ nó ăn con nào nó bắt đi để ấy thôi. Kéo đã, kéo cần đã. Thằng kia nó lối con bác thì nhìn đẹp. Từ từ. Tí nữa nó ăn đi rồi. Rồi em ăn chết mẹ. Chết mẹ bây giờ nữa. Đó. Vậy gấp gấp vậy tử. Nặng không? Nặng. Rồi, theo anh coi. Anh ơi.
Có thằng chết rồi các bạn ơi. Mẹ chết con bò miệng méo. Chết thở thuốc à. Chép nha các bạn. Con này cỡ 6 lạng á. 7 lạng á. Hàng về các bạn ơi. Hugo bạn ơi. Trời trời. Đọt 4 ly con cái vậy. Hàng bạn ơi. Ráp giật đi bạn ơi. Ráp giật đi. Bự. To lắm. To lắm các bạn ơi. Đau cái cảm giác coi. Những đọt cũng mua đọt cân nè. To các bạn ơi. Nổi rồi. Hả? À nó dính ấy. Bộn chút xíu à. Chép. Hỏi giờ ra nhỏ à. Chép. Chép các bạn ơi. Đánh giỏng. To mà. Đánh giỏng. To mà. Cá chép. Rồi cái bụng đây. Khỏi nói luôn. Cặp rồi đó. Chép các bạn. Uống nuôi uống nặng luôn. Quá đã. Đây là túp lều lý tưởng của chúng mình. Đó. Đã chưa. Em gỡ cái. Đã. Con này 6 lạng 7 lạng á. Nói đi. Đã rồi. Bé cần chú 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 sướng. Vướng không? Sướng. Hả? Bắn sướng. Có vướng không? Móc đi anh. Hả? Rồi anh móc sâu lắm. Có vướng không anh? Hả? Có vướng không? Không. Được mẹ nói mà. Anh mẫn ra tay là điệp mẹ lên chép liền. Biết đâu không? Chép biết cái chép đực nè. Thấy không? Đã các bạn. Con chép nó có nụ nè. Cục nè. Đã chứ nè. Sướng. Ok chưa? Ê bỏ đây vậy 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 vậy. Cái vỏ. Ăn mồi đi. Cầm đây 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 luôn. Nó không có dậy nó thác nó. Cặp rồi cặp rồi cặp rồi cặp rồi. Ok. Test mồi thành công nha anh em. Hai con chép rồi. Ủa đu nàng đã ghê luôn. Hàng về anh em ơi. Còn con to nè. Cái mạnh lắm. Con to các bạn ơi. Trời trời trời. To to bự lắm bạn ơi. Bự lắm. Bự. Bự lắm. Đụng hàng anh em ơi. Một khá quả anh em ơi. Vãi quả luôn. Anh giọng nữa trời. Nữa rồi. Chép nữa rồi. Rồi chép bọn ơi. Chép tiếp. Bọn ơi. Nhỏ à. Chép nữa anh em ơi. Chép nữa rồi. Cái phần đó bị hết mồi rồi gì rồi á. Mình thấy hả? Ừ. Bị lên chép đi. Chép à. Chép em ơi. To. Bự. Bảy lạng á. Hấp dẫn chưa? Quá tuyệt vời anh em ơi. Mồi quá hay quả anh em ơi. Chết không à. Mồi quá tuyệt vời anh em ơi. Khá thành công nha anh em. Nè. Còn 7 lạng anh em à. Cái còn đã thiệt. Quá sướng quá.
chết nha các bạn ơi. Chết nha. Được con chép đầu tiên nha các bạn. Nè, chép đầu tiên nha. Ok. Kiểu mấy cái thằng này là thằng là em của ông này. Nói này đi đâu á? Tâm ạ, tâm ạ. Rồi. Chép. Ui cá to. Chết nha các bạn. Chết này chết nẻ chết con. Bên cần hả? Đưa đi ngồi cho lên xem. Đây cá các bạn ơi. Chấm nữa các bạn ơi. Đã chưa nè. Một con chấm nữa nha các bạn. Tuyệt vời chưa? Quá ok các bạn ơi. Một con chấm nữa nha các bạn. Nha. Hôm nay không được, không có cá to nha. Được mấy con chấm nhỏ nhỏ này thôi. Cuối giờ mình sẽ tính chuyện chứ mấy em tụi nó nha các bạn. Chấm nha các bạn. Đã chưa? Tuyệt vời. Rồi. Cá gì đây? Cá gì đây? Cũng nặng các bạn ơi. Cái gì đây trời? Hạt bắp mà. Hạt bắp nha các bạn, chứ không có hờ xốp nha. Cái gì đây, cái gì đây? Ủa, chấm. Còn chấm nha các bạn. Nè các bạn, chấm đang ăn hạt bắp nha. Các bạn thấy các bạn không? Nè, con cá chấm nó dính hạt bắp nha. Đó, bắt được câu hai hạt bắp. Được con cá chấm nè, chấm nhỏ thôi. Cuối giờ tính nha các bạn. Đây. Nói chung là đã từ câu lúc từ sáng giờ được 3 con. Một con chép, một con chấm và một con cá mè dinh. Đó. Mọi người đã hướng dẫn cho các bạn xem rồi. Thành phần ngồi như có như bao nhiêu thôi. Bắp, thóc, cánh chim và trời ơi, Rufy to. Hàng đầu tiên các bạn ơi. Chào bác. Ơi ơi Rufy nè. Rufy chào bác các bạn ơi, đi thui luôn. Đã chưa? Hàng đầu tiên. Hàng ơi. Hàng về bạn ơi.
Ghê vậy, ghê vậy. Ghê vậy. Bắt được phát. Nhảy luôn. Trôi chấm gì á? Vậy là mùi thối có tác dụng rồi. Trôi là trôi đỏ rồi, bạn ơi rồi. 5 tiếng nó rồi. Cứt. Bạn ơi, mùi cái con tâm kìa. Kiên nè, được coi, nó có kéo xuống hồ. Con xà mấy người con kéo xuống rồi đúng không? Trời ơi, trắng bắp luôn kìa. Ờ, thật lát, trời lát. Thật lát. Trời, nước nách. Nước nách, nước nách. Nước nách. Trời ơi, lát cái tổ. Lần về nước lát. Nước nách. Anh ơi, nếu anh nhớ nói á, cá nhỏ bơi cái xong rồi cá thác lát. Nước nách. Hai cái lát này không bằng con bữa đâu. Các bạn ơi, lăn xe nè, thắt lát cũng 3, 6, 7, 8 cơm nha các bạn. Trời ơi, lăn xe thắt cơm hài dưới trời, đập cái nước luôn. Nhìn nè, đã chưa nè. Trời ơi, đang nằm nằm trời nè, lăn xe thắt lát cơm nha các bạn, lăn xe thắt lát luôn, chuyện khó gặp. Hai. Rồi em đem bỏ cá vỏ. Đem vỏ đây. Đem đây luôn. Giờ tại có con cá à. Để một vỏ dưới kia kìa. Trời ơi, lăn xe dưới nước lát. Coi tên đường trời. Cái mè các bạn ơi, khổng lồ. Ôi là trời. Lứa não quá đúng không? Xong chết 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 chết. Sao vậy? Trời. Hugo. Trời. Rồi. Nữa hả? Thử rồi. Dễ gì đây là cái kết nữa các bạn ơi, thêm một em nữa nè. Rồi ra gỡ cá đi em ơi. Đây là cái kết. Quá lẻ rồi.